Sáng ngày 25 tháng 8, đoàn kiểm tra của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh đã đến kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng an ninh thành phố Sông Công. Đoàn đã kiểm tra việc quán triệt triển khai các văn bản lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác giáo dục quốc phòng an ninh, công tác kiện toàn và hoạt động của Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh, công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật về giáo dục quốc phòng an ninh, việc đăng ký quản lý chứng nhận bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, kết quả đăng ký quản lý các đối tượng và tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng theo quy định. Từ đầu năm 2021 đến nay, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh thành phố quan tâm chỉ đạo các cơ quan liên quan và các cơ sở hoạt động thường xuyên có hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến giáo dục quốc phòng an ninh. Qua đó, cán bộ nhân dân địa phương đã hiểu rõ bản chất âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta, đề cao cảnh giác làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện tốt quy định số 07 của Ban Tổ chức Trung ương về tiêu chuẩn kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ đảng viên và các văn bản pháp luật có liên quan. Trong tổng số các đối tượng trên địa bàn thành phố có trên 6.000 đồng chí, trong đó đối tượng 2 có 2 đồng chí, đối tượng 3 là 489 đồng chí, đối tượng 4 có trên 5.500 đồng chí. Thực hiện kế hoạch năm học 2022-2023, các nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị huấn luyện, xây dựng kế hoạch thông qua phê duyệt của Sở Giáo dục Đào tạo. 100% các trường đã tổ chức giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh, sinh viên. Qua kiểm tra, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh đã đánh giá Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh đạt loại giỏi.